Thưa quý vị, rạng sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại địa chỉ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng và khói đã nhanh chóng lan lên các tầng trên. Và như hình ảnh mà quý vị đang thấy ở đây thì may mắn là lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời đến hiện trường và đưa toàn bộ 4 người trong nhà ra khỏi an toàn. Đến thời điểm 7 giờ sáng thì 3 người sức khỏe đã bình thường, còn 1 người đang bị bỏng thì đang được điều trị.